Nưu Phước Thịnh gây choáng vì trang điểm đậm, bó xa Hồ Ngọc Hà. Mới đây, nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà bất ngờ chia sẻ một số hình ảnh đi diễn cùng Nưu Phước Thịnh trên trang cá nhân. Trong ảnh, hai chị em nắm tay nhau sải bước vô cùng tình cảm. Cả hai đều chọn trang phục lấp lánh ánh kim trong lần xuất hiện này. Tuy nhiên, nếu cư dân mạng chú ý hơn là hai bức ảnh chụp trực diện ngôi sao đình đám. Nhiều người tỏ ra hoang mang với gương mặt Nưu Phước Thịnh. Có thể thấy, giọng ca sinh năm 1988 được hòa mặt khá kỹ càng. So với Hồ Ngọc Hà kế bên thì cũng không kém cạnh là mấy. Gương mặt make up đậm được cho là khiến Nưu Phước Thịnh vơi đi phần nào vẻ nam tính. Một số bình luận của cộng đồng mạng: Nưu Phước Thịnh nam tính của tôi đâu rồi? Nưu này trang điểm còn đậm hơn cả Hà Hồ. Hết hồn, phải zoom cận để nhìn gương mặt Nưu, ai trang điểm lố thế? Nưu Phước Thịnh từng gây tranh cãi khi nhiều lần khi thường xuyên xuất hiện với lớp trang điểm khá đậm, không khác bất cứ một nữ nghệ sĩ nào. Thậm chí anh chàng còn có những trang phục khá điệu đà và màu mè, khiến nam ca sĩ mất đi sự nam tính của mình. Đẹp trai thành công và giàu có, nhưng ở tuổi ngoài 30, Nưu Phước Thịnh vẫn le bóng đi về. Chuộng lối trang điểm đậm, phong cách ăn mặc unisex, tính cách bị cho là hơi đanh đá, loạt yếu tố cộng lại càng khiến nam ca sĩ bị đồn trai con trong suốt nhiều năm qua. Dù Nưu Phước Thịnh đã vài lần lấp lửng kế hoạch lấy vợ sinh con như một cách hé lộ giới tính thật, song lời đồn vẫn chưa dừng lại. Anh thậm chí bị tấn công bằng nhiều lời lẽ kém duyên trên mạng xã hội. Trước đây, Nưu Phước Thịnh từng bị tấn công giới tính trên mạng xã hội, nguyên nhân xuất phát từ bài đăng của anh. Cụ thể, nam ca sĩ khiến cư dân mạng đặc biệt chú ý tới dòng trạng thái: em có thể gọi anh là Google Translate vì khi anh nhấp vào là dịch ra. Bên cạnh những người tỏ ra thích thú với cách chơi chữ của Nưu Phước Thịnh, số khác lại cho rằng status này phản cảm, sặc mùi 18 cộng và công kích anh. Đáng chú ý, một cư dân mạng đã tranh thủ cơ hội này để xí giọng ca gạt đi nước mắt: cáp hay quá chị ơi. Thấy vậy, Nưu Phước Thịnh nổi đóa đáp trả: thế cái loại quan điểm nào vào xin xỏ at face, xong lại đi comment rồi cười cợt kiểu này, ông vào đề luôn tôi nghe. Thời đại giờ phát triển nhanh quá, tôi chả hiểu lộ giới tính ra để khen, thì quan điểm kiểu gì ông ơi, phan minh lên, gợi hộ tôi cả mấy người thả ha ha và like cái quan điểm của ông nào, tôi tiếp luôn một thể. Hay như chuyện bị đồng nghiệp đá xéo, sự việc bắt nguồn từ chia sẻ của nam ca sĩ Đinh Ứng Phi Trường vào năm 2017, khi anh nói về cuộc thi The Voice năm đó. Không hiểu The Voice năm nay sao lại không có giám khảo nam nhỉ? Đáng chú ý, Nưu Phước Thịnh là giám khảo nam duy nhất của The Voice 2017, bên cạnh ba đồng nghiệp nữ Thu Minh, Đông Nhi và Tóc Tiên. Phát ngôn của Đinh Ứng Phi Trường vấp phải phản ứng gay gắt từ cộng đồng mạng, bị cho rằng cố tình mỉa mai Nưu Phước Thịnh. Sau một ngày khóa trang cá nhân, nam ca sĩ bước ra từ Vietnam Idol đã lên tiếng nhận sai và gửi lời xin lỗi tới tất cả mọi người. Về phía mình, Nưu Phước Thịnh khi ấy chọn cách im lặng. Tháng 5 năm 2017, Nưu Phước Thịnh từng bị lôi vào thị phi chỉ vì một nhân vật nam trong bức ảnh hôn môi đồng giới có ngoại hình khá giống anh. Trước thông tin thất thiệt về đời tư, phía nam ca sĩ nhanh chóng lên tiếng phủ nhận. Sự thật ngay sau đó cũng được sáng tỏ, Nưu Phước Thịnh không phải là nhân vật chính trong màn khóa môi đồng giới gây sốt. Hình ảnh thực chất được cắt ra từ một đoạn clip trên mạng xã hội Trung Quốc. Thậm chí chuyện giới tính còn đeo bám khi cả Nưu Phước Thịnh công khai xác nhận tình cảm. Theo đó, nam ca sĩ từng bị khỉa mạnh khi thừa nhận từng yêu hoa hậu Mai Phương Thúy. Bị một khán giả móc mỉa không được gồng quen Mai Phương Thúy, Nưu Phước Thịnh soi ngược lại ngoại hình đối phương và gay gắt: em gồng làm chi rồi quánh cặp chân mày như hai cái bánh tráng vậy, làm mốt hả em? Cách đây vài ngày, Nưu Phước Thịnh vừa có mặt khoe body trên trang cá nhân của mình khiến dân tình xích xa. Cụ thể, Nưu Phước Thịnh đã đính ảnh kèm theo dòng trạng thái 61,5kg. Ngay lập tức, đông đảo người hâm mộ vào bình luận dành nhiều lời khen cho nam ca sĩ. Nhưng trong đó vẫn có không ít bình luận với câu từ kém duyên của anti-fan dành cho Nưu Phước Thịnh. Đặc biệt hơn, có một anti-fan đã buông lời lẽ miệt thị về giới tính của anh. Sau khi bị xúc phạm, Nưu Phước Thịnh đã có màn đáp trả cực gắt đối với anti-fan. Ngay khi bị Nưu Phước Thịnh đáp trả, người này lập tức xóa bình luận. Tuy nhiên, nam ca sĩ đã nhanh tay chụp màn hình làm bằng chứng. Không lâu sau đó, nhiều fan của Nưu cũng đã tràn vào bên vực anh. Nhưng sau khi nhận quá nhiều lời chỉ trích dồn dập, thì tài khoản cá nhân của anti-fan đó không biết vì lý do gì đã bị bóc hơi.